អគុណច្រើនព្រះទិត្យរះតែងតែមានការងារបន្តសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហើយសូមតាមដានឲ្យបានចប់ទៅពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីបានដឹងពីបទពិសោធន៍ក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វមន់ទាកងានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាននឹងចែកបទម្លែកនេះបទពិសោធន៍នេះដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអគុណច្រើនសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាបាទជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះដែរបាទខ្ញុំបាទបង្ហាញជីវិតប្រមួយក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វកងាន បាទអញ្ចឹងនេះគឺជារាត្រីពេលព្រឹកព្រលឹមអញ្ចឹងកងានគឺវាចាប់ដើមពងហើយពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងកាលណាកងានពងយើងចាប់ដើមត្រូវឲ្យវាមានស៊ីស្មៅបាទស៊ីតគួនស៊ីកវាញ់ជ្រុកបាទនិយាយរួមគឺស៊ីទៅលើបាទបន្លែបាទឬក៏ស្មៅប្រភេទបៃតងបាទពុកម៉ែបងប្អូន នឹងធ្វើឲ្យកងានរបស់យើងបាទពងទៅមានការញាស់បាទណាបាទបាទវាញាស់ស្អាតតែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំប្រឡែងកងានឲ្យជាចិត្តទៅ80ក្បាលទេបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីឲ្យវាបានមកស៊ីស្មៅនិងស៊ីសត្វល្អិតបាទពេលព្រឹកព្រលឹមអញ្ចឹងគឺមិនមានសត្វល្អិតបាទក៏ដូចជាស្មៅជាប់ជាមួយនឹងទឹកសើមអញ្ចឹងបាទគឺវាស៊ីទៅគឺបាទ មានសុខភាពល្អអញ្ចឹងទាំងសត្វទាំងមនុស្សបាទត្រូវការសុខភាពទាំងអស់បាទហើយពពួកកងានិងមន់ទាដែលខ្ញុំចិញ្ចឹមគឺបាទខ្ញុំមានរបៀបក្នុងការដាក់ចំណីរបស់វាគឺខ្ញុំអត់ហត់ដាក់ចំណីអីជិបជប់ច្រើនទេបើយើងចិញ្ចឹមគឺតាមលក្ខណៈបទពិសោធន៍ប្រចាំថ្ងៃបាទ សម្រាប់កងានមួនទាដែលខ្ញុំចិញ្ចឹមសពថ្ងៃបាទគឺខ្ញុំដាក់ចំណីប្រសិនបើខ្ញុំដាក់ស្រូវបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើកលុកបាទធ្វើកលុកបាទឲ្យមានដក់ទឹកបន្ទាប់មកខ្ញុំបូមទឹកបញ្ចូលបាទកងានខ្ញុំច្រើនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំធ្វើបាទកន្លែងដាក់ចំណីគឺធំបាទខ្ញុំចាក់ស្រូវម្ដង 400-500 គីឡូឬក៏1000អញ្ចឹងគឺខ្ញុំចាក់ចូលក្នុងទឹកនឹងចោលតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនណា ខ្ញុំចាក់ត្រាំចោលតែម្ដងបាទវាចង់ស៊ីយប់ឬថ្ងៃជាសិទ្ធរបស់វាបាទតែវាក៏ធំធាត់ទៅតាមនឹងកូនចៅអីចឹងវាទៅតាមនឹងចឹងណាបើសិនជានៅចំណាយពេលមកដាក់ចំណីឲ្យវារៀងរាល់ថ្ងៃជាប្រចាំមកគឺយើងអត់បានធ្វើអីផ្សេងទេអញ្ចឹងខ្ញុំចែកម្លែកបទពិសោធន៍ក្នុងការចិញ្ចឹមមួនទីហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែយកស្រូវមកចាក់ចូលបាទចាក់ចូលនៅក្នុងកលុកទឹកបាទដែលយើងធ្វើសម្រាប់បូមទឹកប្រលិចបាទស្រូវហ្នឹ
bạn nhà khác là cột kết hai dương ở đạo ở xì bàn tay sầm khán cứ dương đạo được nông phọc bạn nông phọc nông tật nó cứ vi cho chật nông tật nông phọc nông xì bàn tay mà mòn kịp xé nhiệt đằng này mà bàn tay mà mòn mà dính tầm lọp vì tầm bố người dương chặt bạn chặt ở pin nâng tới mà tật ở toàn lịch chân tới nó là vì khơi cái lại nó vì cho tầm lọp bảo biết cứ vì thời tật chặt riêu nông nông xì mà bạn này nít cái ngàn bao nhóm này cột chập đam và thông thuật và đào đào thì đấy câu sử dụng rồi bà ní câu sử dụng rồi tí bà thầy mê mê nơi khẳng nông trùng bà nhầm ọt lên mà kia tì con sử dụng rồi đại vì cũng cũng đã chập đàm bà miền phòng và to nấy bà hay nên thông thông và đào đào nấy cứ những chập đàm bà phần lên ở trên mà xì mà xì phần tới đấy ní cứ phạm được bên đây là nhầm chấm bà bà thằng nòng cái dân phật sơn lành ở chân chấm là bầy cà pê và cà pê vì chân mà thằng cào chấm nên nó nên trùng phải bên trùng bằng nhóm bà tụi mớ bà dân miền đam côn sơ mà côn đồn còn đây những đam đam bầy ấy đam bầy bà chia một lục hoang bà đam bầy chia bà ngày một tâm miền đồn hô bởi chân thử thì thằng nó cứ sâu bà đây bà nhớ người dân thử phơi sâu bà hai đấy bà dân phơi sâu bà cô làm non bà nhớ cứ đầm rậu giọt sâu đại dân phơi bị đầy nắng chân châm nâu nắng phơi nâu nắng đầm bay giọt tình đập hòn nắng giọt mót ỏi bà sạp tia cả ngàn mùa nắng xì bà dân chị dân bà chân châm bà lẹ cả nạ crua xa đai bàn tay dân chầm nai bà lùi đại dân dọc mọc bì ca pra xin dọc mọc tục cho mùi nên càng chậm lắm. Còn nhưng kết hà vì ọt ai tờ rụi đàn.
bà tí mũi cứ vì miên mần men vì từ tuổi ban phò vì giàu từng ở tê bà cứ vì miên kha khát bỏng bà ai bong mà ọt nhớ còn vì khát bê vì lìa ở xì đấy khát chùm này bà con màu hai ngọp bà còn vì khát bê vì lìa khát chùm này bà khát cả lại là dân tự thừa chẳng năng chẳng dân thừa sâu nó nắng bà bàn mà ở vì xì nó nắng hay dân kịch từ tuổi tới có vì từ tuổi ban phò phò mặt đá dân phơi vì tay tập bàn phò tích dưới trang tay vì nâu tầm nên ca chẳng lành chẳng chẳng được gì sâu chẳng dân phơi bà phụ cho tay mà rồi cái lối dân phơi tôi bàn tàu nó chuyển lên chẳng tính chẳng dân vô phò nó dân mà chạy cho mùi nâng ca bà bà thân nam bà bà chí dô mà ôi viên xì nâng nâng bà vậy đây sẵn khăn cư môn tia để dân châm nâng nâng hái đây bà dân cư bà mình dập hiệp bà lộ xa tầm đòn bà mình chí nâng 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 bà hãy đây là anh châm sắt bà thử miên cái chạy cái tên nóng cả đặt bà vì đã châm rế lưu cho nhóm chấn bà châm rế cứ nó phê đài môn tìa bà dương bà nó nóng trúng vì chạp đàm miên ách miên lì mũ máu cứ vì chạp đàm tinh hô chỗ màu đây đại dương có một can phó bà đây có một can phó bà nì bà cứ đây xài nâng chân lì mũ bà sạch môn tìa cả ngàn cứ lộ bà lộ và vậy đây bao nhiêu sạt này để ngọt nấy và đây bao nhiêu mà nấy ta bị muốn cứ việc đầu cái đầu lấy dân châu mà đào khai phám có việc cái đầu đấy chứ nhâm tục của lon đi làm bậy bom tật bật lịch và ở cả ngàn đường tia lên và phù dương từ ngàn đường tia trở lại hay nhâm thừa sâu từ một lọt tội như tề và bạn tại bên nấy nhâm bạn quật sơn lành lũ và quật sơn lành lũ chết hơi làm bậy cà phía có mọi việc tranh một xì sầu chẳng đấy bạn hãy dân vô bà phò sâu từng ổn dân vô mọi việc gì